Ngon dữ vậy. Ôi trời ơi, ngon, xuất sắc nè. Ôi thịt nữa cả nhà, nó như thịt của con cá vậy á, chứ không, nó không có sớ sớ giống như con tôm. Mình giới thiệu với cả nhà, đây là con bọ biển nha. Nó thì mình đi mua gồm có, người ta sẽ cho muối và xả để mình hấp chung, và rau găm. Con bò biển thì nó còn sống cái gì, nhưng mà người ta đã ướp đá để giữ được cái độ tươi ngon khi mà mình đem về nhà. Bây giờ mình sẽ đem con bò biển này đi hấp nha. Đó cái nhà thì nó còn nhúc nhích luôn nè. Nó để mình quay cận cho cả nhà xem con bò biển nha. Thì cái chân này nè, cái chân này có nó là ăn được nè cả nhà. Các bạn bán nói gì á, trong này là có cái thịt, nó còn sống nè. Đó là mặt dưới và đây là mặt sau của nó. Wow, thì nó giống con bọ thiệt ha cả nhà. Đó. Con này giống con bọ thiệt luôn á. Nó có cả râu nữa nè cả nhà. Xả mình đập dập và mình lót ở dưới nha. Thì mình sẽ cho con bọ vô hấp nha cả nhà. Con này hấp trong khoảng 20 phút nha. Ôi, con bọ biển nó đã chín rồi nè cả nhà ơi. Nó sôi mấy cái tiết của nó lên hay sao á. Thấy nó có mèn mèn cả nhà. Nó không có chuyển màu nha, mà cứ tưởng nó chuyển thành màu đỏ không chứ. Đây cái lưng của nó nè cả nhà. Wow, rồi mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Thần Mập Phước của Mập nha. Bữa giờ cái con bọ biển này nè cả nhà, nó hot gần gần trên mạng luôn. Thì hôm nay Mập quyết định là Mập sẽ review nó nha cả nhà, mua nó ăn nha.
Con này mặc mua 1 kg là 1,5 triệu 1 kg cả nhà. Con này nó là 1,6 kg là 2,4 triệu á. Đó. Thì mập mời cả nhà ăn với mập nha cả nhà. Đây mập quay sơ cái con này cho cả nhà xem. Cái này là mập đã gập cái bụng nó để lấy cái bao tử rồi đó. Trời ơi. Đó cả nhà, nghe nói thịt nó ngon lắm. Đây. Nó chảy nước kìa. Đây cả nhà, cái lưng của nó nè. Nghe nói thịt con này ngon lắm cả nhà. Đây bây giờ mập sẽ lấy mấy cái chân nó ra nha. Cắt cái chân nó ra. Cái này đồ biển nhưng mà nghe nói cái này nó phong lắm nên mấy kia không có ăn được hết nha. Trong đây có thịt của nó nữa nè. Nhưng mà ở trong mới nhiều. Có con size tầm 500g tới 700g á, là 1 triệu 250 1 kg. Nhưng mà con đó người ta nói ít thịt lắm cả nhà. Ngọt. Ngon dữ trời. Nó ngọt luôn cả nhà. Ủa nó ngọt. Cái kiểu giống như ngọt hơn con côn á. Nó ngọt mà nó béo cả nhà ơi. Thôi mập quyết định mập ăn mấy cái chân này sao đi. Tại quay mà ngồi ăn chân không thì nó lâu lắm cả nhà. Mập sẽ review cái mình ở trong đó. Năm nay là tam tai của con bò biển này nè cả nhà. Tại năm nay nó hot lắm, nhà nhà người người đều ăn. Lướt trên Facebook với TikTok một xíu là thấy có người ăn, xíu là thấy có người ăn. Giá nó cũng hơi cao nhưng mà đang trong mùa. Còn nếu mà nghịch mùa chắc giá nó còn cao nữa. Lần đầu tiên mà ăn con này luôn á. Mua một con bự ăn cho đáng luôn. Cắt hết cái chân ra để dành xíu ăn sau. Cái này mua nó còn sống luôn nha cả nhà. Đây ở trong đây nè, thịt ở trong đây nghe nói mới dữ tợn nè cả nhà. Có nước chấm nữa nè. Có cái trứng hay là cái gan gì của nó nè, cái gì vàng trong đây nè cả nhà. Ồ y chang như con gián luôn á. Thịt này cả nhà. Để mập ăn thử nha. Chấm với muối. Muối này ở cái dừa hải sản ta cho luôn á. Trời ơi. Ngon. Mà có vẻ nó sao ta, nó nhớt nhớt, nó dầu dầu ở cả nhà, nó kiểu như trứng á, nó nhớt nhớt cái tay nè, chứ không phải là cái nhớt giống như nhớt con ốc được nha. Ngon nè. Ui. Nó như gạch cua vậy cả nhà. Cái trứng nó nè. Cả nhà thấy không? Ngon nha cả nhà. Trứng này á, tin mấy bạn trên mạng là thấy đó là ngon lành đó. Có mấy chiến tinh không ngon, chiến này tinh là ngon á. Nó béo.
xuất sắc nè. Nãy mập đấy cái bao tử nó gà đó cả nhà, cái nó bao tử nó là nó tanh lắm. Ôi thịt nè cả nhà, nó như thịt của con cá vậy á, chứ không, nó không có sớ sớ giống như con tôm. Mà để nè, cả nhà nên trải nghiệm đi. Nhưng mà cái này nó kiểu như gạch cua á, mà không biết ăn có bị sai máu gà không ta. Nước nó ngọt. Khi nào bé Kim hết cử á, Mập sẽ mua cho bé Kim ăn sao. Còn cái trứng này cả nhà, cái trứng hay cái gan vậy á. Nó béo một cách lạ lùng. Học kỹ nha, là cái con này á, là cái thịt của nó béo trong tất cả cái vò hải sản hồi đó giờ Mập ăn. Mập nghĩ mua cô hoàng đế á, để tiền mua con này nó đáng hơn cả nha. Quá sức tưởng tượng ngon à. Đúng là thịt nhiều thiệt. Thứ gì chịu nổi. Để cái nhà cái thịt đó nè. Đó. Hai triệu tư một con vậy. Nách. Ôi ôi dưới đây cũng còn thịt lắm nè cả nhà ơi. Ta cái mang của nó. Để mà hấp cái nước tiết của nó mới được. Nha. Cái chỗ mấy cái chân này nè là thịt nhiều á. Sao ta?
Nghe nói cái con này là nó có rất là lâu rồi cái nhà. Đã. Cái thịt nó ra tới đây nè cả nhà. Mập ăn là mập luồn lách trong trong khẽ trong hang hết vậy đó. Tại nó cũng hơi mất tiền á, nên bỏ, ví dụ bỏ cái gì là uổng lắm. Nói chung thịt con này nó béo lạ lùng lắm cả nhà. Trong mấy cái gai này nè, thịt nhiều lắm. Nó béo. Hình thù nó y chang con gián nha. Y chang con bọ cả nhà. Sẽ xử cái này. Xử từng khúc đó nha. Để mập cắt cái này ra cho cả nhà coi trong đây nó thịt nó nhiều như thế nào nha. Nè. Bó uổng lắm cả nhà ơi. Nè. Nhức nách. Bỏ đây luôn đi. Cái thịt nó giống như là cái chất là nhớt nhớt giống như mỡ heo ấy cả nhà. Mà không biết cái đó là cái gì, mà không biết thiệt. Hay là thịt nó cũng có chất béo giống vậy á ta.
Mập nghĩ ha, chắc Mập là người mà ăn thịt kỹ nhất ở trên mạng xã hội luôn cả nhà, kiểu như là ăn luồn lách nó ăn hết thịt của con này á. Nhiều khi cả nhà xem clip TikTok hoặc là Facebook á thì người, mấy bạn á, chỉ ăn một khúc thôi thì cả nhà không có biết là ở trong đây nó còn thịt hay là cái gì. Là mấy nhà cả nhà phân phân dân là không biết nên có mua không, thấy nào nào ở trong cái mình nó có chút xíu à. Nhưng mà cả nhà mua về trải nghiệm đi, ngon lắm. Cái này mập đó thật sự luôn chứ mập mà mập quay vậy chứ mà thường ngày mập nó cũng không có điều kiện mà 2 triệu mấy mà mập ăn nhiều. Thật sự luôn. Ngon lắm cả nhà ơi, nó béo một cái luôn á. Còn nếu ai muốn mua cái chỗ mà Mập mua nè thì nhắn tin Mập đi. Nhắn tin bên Facebook hoặc là Zalo Mập chỉ chỗ rồi. Bữa Mập cũng nói vậy, các bạn kia nói là ôi ôi Mập mới có 400 mấy người đăng ký à, mà Mập ngáo quyền lực. Đại Mập nói là nhiều khi Mập ăn á mà có nhiều cửa hàng á thấy cái clip của Mập với cả nhà, cái họ về họ đăng trên trang của họ để họ bán hàng á, cắt clip họ ra Mập ra. Cái Mập nói là cái nhà nếu mà muốn mua giống Mập á, thì nhắn tin Mập đi, Mập chỉ chỗ hết nè, để Mập nói trên đây cái bị cắt clip vậy á, là vô tình mà quảng cáo phi cho người ta mà Mập không có gì hết trơn á, có gì ảnh hưởng Mập tội nghiệp Mập. Cái các bạn đó vô nói là Mập ngáo quyền lực, cái clip mà như ăn gà đen á nha, nói Mập mới có 400 mấy nghìn sub mà. Mập nghĩ sao mà ai cắt clip. Mà Mập tự bảo vệ mình chứ cả nhà, đúng không? Ví dụ là Mập lỡ bị lợi dụng vậy á, lợi lấy clip lên đăng lên vậy á, cả nhà thấy tác hại vô cùng. Để Mập nói cả nhà tưởng tượng nha. Nhiều khi ăn ngon á thì không nói gì ha, Mập được tán thưởng mà Mập cũng chả được gì. Còn thí dụ ăn dở là quay lại chửi Mập, nó Mập quảng cáo trong hy hề đó, là Mập không hề quảng cáo hề làm gì hết trơn á, Mập là vô tội, Mập còn phải mua, còn phải tốn tiền nữa mà quảng cáo phi cho người ta nữa. Là thí dụ cái nhà mua dở cái nói ồ thằng này quảng cáo cho cái chỗ đó này nọ mà mình mua ăn dở quay lại chửi Mập, trong khi đó Mập tội tình gì đâu, đúng không cả nhà? Mập phải tự bảo vệ mình trước nè. Thật ghê không? Này cái chân đó cả nhà, rồi thịt cái ghê rất nhiều lắm. Còn khi mà Mập nhận quảng cáo một ai đó hay một quán nào đó thì Mập phải chịu trách nhiệm với quán đó, chịu trách nhiệm với khán giả của Mập.
mà bà nghĩ con này nó chắc cũng hiền lắm á. Thấy nó nhúc nhích nhẹ 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 nhẹ, không biết thức ăn nó là cái gì, mà cái ruột nó khi mà mập lấy ra nó nhám 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 nhám. Đây trên đây nè, còn thịt nhiều lắm rồi cả nhà. Mập hơi bị sai sai rồi đó. Review chân thật nhất về con bò biển. Nè, mình cho cả nhà coi cái thịt ngay chỗ chân đó nè. Nhiều vô cùng. Mới đi chạy Vinh về cái nhà, đi với chị Nga Sumo với Phun đi Hùng, nhưng rõ sư lập nguyên nhóm đi mấy bữa luôn, vui lắm. Cả nhà đã xem hết clip mấy ngày trước của Mập chưa? Sau khi mà ăn cua Hoàng Đế á, thì mình thấy là cua Cà Mau của mình á là đỉnh nhất. Mà sau khi ăn con này á, thì mình thấy là ý kiến riêng của Mập nha, là mình thấy con này ngon hơn cua Cà Mau rất nhiều lần á. Mà con này cũng làm xuất xứ ở Việt Nam á cả nhà. Hình như là mình biết thêm mà biết là vậy á. Nên không phải là mình chê hàng Việt Nam. Tuyệt vời lắm cả nhà ơi. Có cái đầu nó có gì không? Trời ơi, cũng thịt không à. Thịt ơi là thịt luôn á. Đúng là con này á, ăn đáng đồng tiền, không bỏ cái gì á, chỉ hoài cái là bỏ cái mai của nó và bỏ tiền nữa thôi.
cái đầu nó còn béo dữ nữa. Đấy nha, nguyên một cục thịt luôn. Trời ơi. Clip này mập hơi lăn xả nha. Hơi bị xỉn rồi đó. Hơi bị xỉn rồi đó nha. Nó xay máu ngà. Xong nó nhớt. Thực sự xuất sắc thiệt sự luôn đó nha. Đó, bây giờ Mập sẽ ăn một cái chân cho cả nhà xem nha. Nãy giờ cho coi cái nhà có, nếu mà ai đã tua qua cái khúc cái chân á, cho cả nhà thấy là trong cái chân nó vẫn có thịt nha cả nhà. Thịt nhiều rồi đằng khác. Mọi ngóc ngách đều có thịt. Quá đã luôn cả nhà ơi. Đó, thì hôm nay Mập review con bò biển nha nhà. Con này bữa giờ nó hot lắm luôn á. Thì Mập mong là cái nhà sẽ ủng hộ Mập nha, để Mập có nhiều kinh phí để mai mốt Mập ăn nhiều con lạ lạ nữa nha cái nhà. Nhưng mà kênh của Mập chính vẫn là những món thiên đối gì thiên về hương vị của Việt Nam của mình nha cái nhà. Còn bây giờ thì Mập cảm ơn cái nhà nãy giờ đã xem hết clip của Mập nha. Và nếu mà ai chưa đăng ký kênh ủng hộ Mập thì đăng ký kênh ở phía bên dưới ủng hộ Mập nha. Còn nếu mà thích clip thì like clip ủng hộ Mập nha cả nhà. Còn bây giờ thì Mập đăng xong rồi, Mập kết thúc clip tại đây thôi. Cảm ơn cả nhà nãy giờ đã xem hết clip của Mập. Hẹn gặp cả nhà vào 6-7 giờ tối ngày mai. Bye bye.